Xin chào mọi người, mình là bác sĩ Tuấn, phẫu thuật viên về chuyên ngành ung thư. Như trong video trước thì bác sĩ Tuấn có chia sẻ rằng là cái u mỡ lành tính thì cần phải được phân biệt với lại một cái bệnh ác tính là sarcoma. Thế thì sarcoma là một cái gọi là hay còn gọi là ung thư tế bào mỡ đấy. Thì nó là một cái khối u ác tính xuất phát từ cái mô mỡ và nó giống với cái u mỡ lành tính. Và đây là cái loại ung thư mà hay gặp thứ hai trong các khối u phần mềm ở trên khắp cơ thể mình. Thì sarcoma thì điển hình nó thường gặp ở cái độ tuổi từ khoảng 40 đến 60 tuổi, tức là người lớn ấy, và hiếm khi gặp ở đối tượng trẻ em. Các triệu chứng và lâm sàng thì nó sẽ phụ thuộc vào cái vị trí và kích thước cũng như là cái độ xâm lấn của cái khối u vào những cái cơ quan lân cận. Nó có thể gây đau đớn hoặc nó cũng không thể không có triệu chứng gì. Các vị trí thường gặp đó là ở tứ chi, chân tay ấy, hoặc là ở thân mình và nhất là cái vùng eo, vùng thắt lưng. Nó ít gặp hơn ở trong cái khu vực là ở bụng, ổ bụng hay là sau phúc mạc, hoặc thậm chí là có thể gặp ở trong trung thất. Chẩn đoán về sarcoma thì cần phải dựa vào các phương pháp về chẩn đoán hình ảnh như là CT và đặc biệt là cộng hưởng từ MRI, thì nó sẽ giúp đánh giá chính xác hơn cái mức độ xâm lấn về mặt phần mềm cũng như là mạch máu. Và xét nghiệm mô bệnh học thì nó vẫn là cái tiêu chuẩn vàng để khẳng định được cái chẩn đoán bệnh. Cái bệnh phẩm thì có thể được lấy ra từ cái việc là mình sinh thiết kim lõi đấy, hoặc là sau khi mà mình đã phẫu thuật mình lấy khối u đó ra. Chẩn đoán phân biệt thì mình cần phải phân biệt với lại cái u mỡ lành tính hoặc là các khối u sơ ác tính, sarcoma sơ cơ hoặc là sarcoma cơ vân ấy, hoặc là u cơ mỡ mạch. Và điều trị và tiên lượng của cái bệnh này thì nó phụ thuộc vào cái giai đoạn cũng như là cái độ ác tính của khối u. Phẫu thuật thì vẫn là cái phương pháp điều trị quan trọng nhất, giúp điều trị triệt để, cắt rộng khối u, đảm bảo là cái diện cắt nó phải là âm tính, không còn tế bào ung thư. Thì như vậy nó sẽ giúp được giảm cái tái phát. Cắt rộng khối u để đảm bảo cái diện cắt âm tính, tức là không còn tế bào ung thư, giúp cho giảm nguy cơ tái phát sau này. Khả năng phẫu thuật thì nó sẽ phụ thuộc vào vị trí, kích thước và cái mức độ xâm lấn của cái khối u tùy theo từng trường hợp. Mình thì đã từng gặp những người bệnh mà đã đi mổ lại cái khối u cả chục lần do nó tái phát. Các lần trước đó thì đều không do bác sĩ về ung bướu thực hiện đấy, và làm thì chỉ là làm tiểu phẫu và cũng không làm những cái xét nghiệm giải phẫu bệnh để đánh giá chính xác bản chất của khối u. Với các khối u mà có độ ác tính cao ấy, thì cái tỷ lệ tái phát nó có thể lên tới 75% và tiên lượng xấu. Do đó nếu như mà có các khối u ở trên cơ thể thì các anh chị hãy đến với bác sĩ đúng về chuyên ngành về ung thư để được thăm khám, chẩn đoán và điều trị một cách chính xác nhất, giảm những nguy cơ tái phát hoặc là những hậu quả về sau này.